chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một số vấn đề về luyện thi học bổng của Đại học FPT. Let's go! Điều thứ nhất mình muốn nói với các bạn đó chính là về thủ tục đăng ký. Thì các bạn phải xét học bạ hoặc là xét điểm school rank. Thì cái điểm đó nó sẽ tính dựa trên cái điểm học bạ của các bạn. Và khi mà các bạn trong top 30, top 20, top 10 thì các bạn sẽ được dự thi học bổng. Nhưng mà cái điểm nó xét như thế nào thì mình cũng không biết. Và thêm một cái nữa đó là các bạn phải đóng lệ phí thi là 200.000. Và các bạn trước khi thi các bạn nên chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết, chứng minh nhân dân hoặc là những cái gì đó. Các bạn có thể lên tham khảo các trang trên mạng, trên trang của trường á. Bởi vì mình thi online cho nên là mấy cái đó thì khi thi thì các bạn nên chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết giống như là chứng minh nhân dân, thuốc bút các kiểu. Nói chung là các bạn nên tham khảo cái trang của trường á, thì nó sẽ có đăng ở trên đó. Và các bạn cũng nên chuẩn bị tâm lý, bởi vì dịch Covid cho nên có thể là nó sẽ thi online giống như năm trước. Cho nên là một số bạn có ý định ôn toán logic mà ôn theo kiểu đóng tiền á, thì các bạn, nếu như các bạn có điều kiện thì các bạn có thể ôn, và nếu như mà các bạn không có điều kiện lắm á, thì mình nghĩ là các bạn nên xem xét về vấn đề này, các bạn có thể tự ôn. Và trong video này mình, phần sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một số trang các bạn có thể ôn. Các bạn có thể ôn miễn phí được nha, không sao hết nha, ôn miễn phí vẫn có học bổng như thường nha. Và nếu như các bạn có điều kiện thì các bạn cứ đăng ký thôi. Theo mình biết thì một khóa tầm 3-4 triệu gì đấy. Nhưng mà năm rồi vì dịch Covid cho nên là các bạn chỉ thi luận thôi, chứ các bạn không thi toán logic. Thành ra là hơi tiếc cho một số bạn, và đặc biệt là những bạn đóng bỏ tiền ra ôm ấy, các bạn thật sự rất là tiếc luôn. Cho nên là các bạn nên dự phòng trước những trường hợp có thể xảy ra, và nên cân nhắc các lựa chọn của mình sao cho phù hợp nhất nhé. Và về số lượng học bổng thì rất rất là nhiều luôn, cho nên là các bạn cứ tự tin mà thi thôi, cứ tự tin mà ôn thôi, cứ tự tin mà đăng ký thôi. Bởi vì nói chung là nhiều lắm các bạn cứ thi đi, các bạn ít nhiều các bạn sẽ có học bổng nếu như mà các bạn cố gắng. Fighting. Chai ở. Điều thứ hai mình muốn nói với các bạn đó chính là về vấn đề cân bằng giữa ôn thi trung học phổ thông quốc gia và luyện thi học bổng. Nếu như các bạn có thời gian thì mình nghĩ là cái việc này nó sẽ vẫn là rất là ổn thôi, các bạn vẫn có thể đạt được cả hai mục tiêu ở cái con điểm thật là ưng ý. Nếu như các bạn tin vào bản thân các bạn và các bạn cố gắng hết sức thì mình nghĩ là được, có thể. Nhưng mà nếu như các bạn cảm thấy là các bạn biết đến kỳ thi học bổng này quá trễ và các bạn không đủ thời gian cho nó, thì mình nghĩ là các bạn nên xác định là các bạn có muốn gắn bó với FPT không, và các bạn có muốn thực sự muốn nhận được học bổng của FPT không. Nếu như các bạn muốn á, thì các bạn nên tập trung vào một thôi. Bởi vì á, một tờ giấy mà khi các bạn kéo căng về hai bên á, bên nào các bạn cũng muốn hơn cả, thì nó sẽ bị rách. Tờ giấy đó nó sẽ bị rách ngay lập tức luôn. Cho nên là các bạn phải cân nhắc xem cái đó nó có phù hợp với bản thân của các bạn ở thời điểm đó hay không nhá. Nhưng mà nếu như các bạn cố gắng thì mình nghĩ là mọi thứ nó vẫn ổn thôi, nó vẫn có thể xảy ra mà. Cuộc sống này luôn luôn có những cái điều rất là kỳ diệu. Nếu mà các bạn tin điều đó sẽ xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Điều thứ ba mà mình muốn nói với các bạn đó là về những trang ôn thi học bổng miễn phí. Thì trên Facebook có rất là nhiều luôn, giống như là trang ôn thi của Cần Thơ, của Hồ Chí Minh, của Hà Nội. Chẳng hạn như là cùng luyện thi học bổng, hội săn học bổng gì đấy, thì mình sẽ để cái hình ở đây. Và các bạn nên lưu ý là bởi vì thường thì nó sẽ có một trang đăng đề, đăng đáp án, và một trang kiểu livestream giải thích các câu hỏi cho các bạn. Cho nên là các bạn nên theo dõi cả hai trang đó luôn nha. Bởi vì lúc mà mới bắt đầu á, mình theo dõi có một trang rồi, cho nên mình kiểu hoang mang, mình không biết cái gì hết trơn. Nhưng mà sau đó thì mình mới phát hiện là nó có hai trang. Đó, thì các bạn có thể tham khảo những trang đó.
Và mình cũng sẽ để link ở bên dưới ở phần mô tả về ba cái video cơ bản mà các bạn cần nắm. Mình nghĩ là ba cái video đó thì nó sẽ không đủ đâu, nhưng mà nó sẽ cho các bạn một cái nhìn gì đó khái quát và cụ thể về cái lộ trình cũng như là về cái phương hướng các bạn có thể ứng dụng cho cái bài toán logic đó. Và thứ hai, tiếp tục đó là mình thấy là cái này á, toán á, thì bởi vì nó yêu cầu về thời gian, các bạn phải giải đúng và phải giải nhanh nữa, cho nên là đôi khi các bạn giải theo cái phương pháp tà đạo gì đó cũng được, các bạn giải theo cái phương pháp ma thuật gì đó tùy các bạn. Các bạn có thể sáng tạo hoặc là các bạn có thể học hỏi từ các bạn trong nhóm. Và thật sự trong lúc mình ôm có rất nhiều bạn rất là dễ thương luôn, và các bạn sẵn sàng chia sẻ như cái cách giải rất là hay luôn, rất là mới luôn. Thì các bạn, việc các bạn cần làm đó chính là mở lòng ra và hỏi những các bạn đó, thì các bạn đó sẽ chỉ cho các bạn. Và mình thấy thì nói chung một số câu chúng ta không giải được thì chúng ta có thể thử đáp số. Nhưng mà thử đáp số thì nó cũng có những cái mẹo thử, chẳng hạn như là các bạn thử những cái số nào mà nó đẹp, nó dễ, giống như là số có cái số 0 phía sau như 10, 20 gì đó, hoặc là các bạn thử cái số ở giữa để khi mà ra đáp án thì các bạn có thể canh được là nó lớn hơn hay là nó nhỏ hơn, thì các bạn có thể loại thử một số nhưng mà loại được 2-3 số. Các bạn hiểu ý mình không? Và khi mà các bạn làm đề nhiều quá, các bạn cũng nhớ đáp án đó, các bạn cũng có thể áp dụng. Và đối với một số câu á, thì bởi vì cái đề đó là được lấy câu hỏi từ bộ sách nước ngoài, cho nên là mình cũng sẽ để cái sách, một sách tham khảo ở đây. Nhưng mà thật sự người ta sẽ lấy từ rất là nhiều sách á, cho nên là khi mà các anh chị cho các bạn giải đề á, các anh chị trong nhóm thì sẽ dịch đề và nhiều câu nó sẽ không đúng ngữ pháp lắm, nó hơi sai sai. Thì các bạn nên lấy những cái câu đó, các bạn lấy một câu bất kỳ, câu nào cũng được. Các bạn lên Google dịch, các bạn dịch ra tiếng Anh, xong rồi các bạn search Google bằng tiếng Anh luôn, thì nó sẽ ra một số trang, nó hướng dẫn cho các bạn. Nếu như các bạn giỏi tiếng Anh thì cái vấn đề đó rất là dễ rồi. Còn nếu như mà các bạn hơi gặp khó khăn đó, thì các bạn copy xong rồi các bạn Google dịch về tiếng Việt một lần nữa, nó rất là nhanh thôi, nó không có lâu đâu. Và thật sự thì những cái trang đó rất là, mình thấy là người ta hướng dẫn nó còn dễ hiểu hơn nữa. Cái kiểu nó giống như là các bạn, khi mà các bạn lấy một cái tài liệu chính gốc thì những cái phần hướng dẫn của nó sẽ dễ hiểu hơn á. Xong rồi các bạn lưu những cái trang đó lại, các bạn lưu những trang đó lại thì ở trên đó nó sẽ có một hệ thống những câu hỏi bằng tiếng Anh luôn. Thì các bạn lên đó xong rồi các bạn dịch thôi, thì các bạn chăm chăm xíu là được à, không có gì hết á. Còn về phần luận á, thì mình thấy là một số bạn hơi quan ngại về cái phần này, bởi vì các bạn nói là các bạn không giỏi văn. Nhưng mà các bạn chỉ cần đảm bảo bố cục của nó, và các bạn không cần phải kiểu hoa mỹ hay là bay bổng gì đâu. Cái này nó theo kiểu đánh giá cái khả năng mà phản biện của các bạn thôi. Thì các bạn nên tìm những cái dẫn chứng nào mà nó mới, nó có thể áp dụng được nhiều lĩnh vực, nên nó càng hot thì càng tốt. Và các bạn có thể, nếu mà các bạn viết hay thì mình sẽ không nói rồi, nhưng mà nếu như các bạn không biết phải viết như thế nào á, thì các bạn cứ viết thẳng trực tiếp ra thôi, ghi. Nhưng mà trong cái mở bài của các bạn phải có những cái từ của cái đề nha, phải đảm bảo là có lặp lại những cái từ trong cái đề. Và các bạn có thể ghi là thứ nhất là, quan trọng nhất là, thứ hai là, thứ ba là, ở cái phần thân bài vẫn được, vẫn chấp nhận, mình ghi vậy đó, đâu có sao đâu. Hoặc là các bạn có thể biến tấu cho nó hay hơn. Nói chung là luận, nhưng mà người ta cũng sẽ chấm theo một cái cách khác, chấm theo một cái cách gọi là các bạn có liên hệ, các bạn có logic các phần hay không, các bạn có chứng minh được điều mà các bạn nói hay không, là ok rồi, không cần phải quá là bay bay đâu. Nói chung là mọi thứ nó sẽ trong tầm kiểm soát các bạn, cho nên là các bạn đừng lo lắng quá. Và thật sự một điều mình muốn chia sẻ đó là mình nghe các anh chị nói là, bởi vì mình thi online cho nên mình không đến phòng thi, nhưng mà mình nghe các anh chị nói là phòng thi rất là lạnh, máy lạnh bật rất là lạnh, cho nên là các bạn nên mặc áo khoác, hoặc là các bạn có thể yêu cầu giám thị tăng nhiệt độ lên.
Nói chung là nếu các bạn yêu cầu thì giám thị sẽ tăng hơn, còn nếu như các bạn ngại thì chịu nha. Đó, nói chung là nếu như các bạn có những câu hỏi nào hoặc là muốn mình giải đáp chi tiết hơn thì các bạn có thể comment phía dưới phần bình luận thì mình sẽ làm. Nếu như các bạn cảm thấy hứng thú về vấn đề này thì mình sẽ làm thêm một video nữa để trả lời những câu hỏi cho các bạn. Còn nếu không thì thôi. Đó, video của mình tới đây là hết rồi, cho nên là bye bye mọi người, chúc mọi người ôn thi thật là tốt nhé. Rồi học bổng thật là nhiều nha. Bye bye.